Dưới nước cá lội tung tăng, nhìn loài vật từng đôi một âu yếm nhau dưới bầu trời xuân ấm áp. Nguyệt Nga liếc mắt nhìn chồng rồi thở dài. Nhân lúc Khả Lập dừng chân đứng tựa vào thành cầu ngắm cảnh, Nguyệt Nga mới sáp lại gần hỏi: "Chàng thật là kỳ lạ, lúc đầu thiếp tưởng chàng không biết việc vợ chồng. Chàng chẳng chịu khích thiếp, thiếp phải khích chàng. Xin chàng cho biết vì sao chàng chẳng chịu việc ân ái." Châu Khả Lập mắt vẫn nhìn theo dòng nước miệng đáp: "Ta há đâu không biết việc vợ chồng, nhưng ngặt một điều, tiền cưới hỏi nàng là của mẹ ta. Mẹ ta vì muốn có con cháu nối dõi tông đường họ Châu, nên đành phải hy sinh gián đoạn cuộc đời, thủ thiết thờ chồng, bước đi nữa đặng cho ta đủ bạc cưới vợ. Ta thiết nghĩ không nhẽ lấy tiền bán mẹ mà khoái lạc với nhau, sao cho đành lòng." Khả Lập ngừng một lát rồi ngẩng lên nhìn vợ mà nói tiếp: "Ta giận ta không đủ tài sức tự lập được thân, nên để khổ cho mẹ già. Nàng nên hiểu cho ta và nên cùng ta lo làm ăn dành dụm, cho đủ 30 lạng bạc hoàn lại mẹ, rồi sau giao hợp tưởng cũng không muộn." Nguyệt Nga mới hỏi chồng: "Vợ chồng ta nghèo thế này, làm quần quật suốt đời cũng chỉ đủ ăn, lấy đâu ra 30 lạng bạc mà trả mẹ? Nói như chàng thì kiếp nào chúng ta mới ăn nằm với nhau? Không lẽ sống như vậy cho đến lúc già hay sao?" Khả Lập mới sang giọng nói: "Không đủ thì ráng chịu, chứ biết làm sao. Nếu như nàng sợ quá tuổi thanh xuân, nàng cứ việc lấy chồng khác, ta chẳng nói chi." Nguyệt Nga nghe nói thế, bỗng rưng rưng nước mắt nghẹn ngào bảo chồng: "Con người ta phàm đã thành vợ chồng, thời cực chẳng phải phải bỏ nhau. Nếu này vì việc tình dục mà lìa nhau thì khác chi loài súc vật. Thiếp hiểu tấm lòng hiếu đế của chàng, chàng chịu vui thú trên sự đau khổ của mẹ hiền. Thiếp xin cố gắng giúp chàng tỏa ý. Vậy xin chàng cho thiếp về bên cha mẹ thiếp lo làm ăn, kiếm thêm sau vài năm hai ta hiệp lại có thể trả lại món nợ 30 lạng bạc đó." Khả Lập rất đẹp lòng, liền âu yếm nói với vợ: "Nàng thật là vợ thảo, thôi ta đi về sửa soạn cho nàng lại nhà, làm thêm đặng sớm trả được nợ." Qua sáng hôm sau, Nguyệt Nga trở về nhà cha mẹ đẻ. Nàng không hề cho cha mẹ hay biết gì về ẩn ý của mình, mà chỉ lo thức khuya dậy sớm phụ với mẹ lo hàng sáo kiếm thêm chút vốn. Những đêm thanh vắng nằm ngủ một mình, Nguyệt Nga nhẩm tính một hồi rồi bất giác thở dài ứa lệ. Nàng đã về nhà cha mẹ tính ra đã 9 tháng rồi mà nàng chỉ dành dụm được chút đỉnh, xin xỉu cũng phải chục xuân nữa chàng mới được về với nhà chồng. Lại nói về Khả Lập, từ bữa cho vợ về nhà, chàng sanh ra buồn bã mất ăn mấy ngày. Nhưng rồi chàng cố trấn áp nỗi buồn và ra sức làm lụng. Từ ngày vợ chàng ra đi, tính đã 2 vụ lúa, tháng 5 và tháng 8. Vì chàng là tá điền nên huê hợi chỉ dư ra có chút đỉnh thôi. Lắm lúc chàng ngồi thử người và thở dài ngao ngán: không biết Nguyệt Nga kiếm được bao nhiêu, chứ một mình chàng tính ra cũng phải 10 năm mới trả được nợ. Ấy là kể khi chuyện đời suôn sẻ, trời thương cho khỏi mất mùa và chàng đừng đau yếu. Về phần Lữ Tấn Lộc, cha vợ của Khả Lập, thấy con gái trở về nhà, mới đầu ông cũng tin bằng lời tưởng con về chơi ít ngày. Qua một tuần trăng, ông có hỏi lại thì Nguyệt Nga xin ở nán lại ít tháng, đặng lo kiếm thêm chút vốn để sau chồng con đỡ vất vả. Lữ Tấn Lộc lại thấy thỉnh thoảng Khả Lập có ghé qua thăm hỏi vợ và hai đứa vẫn có chiều quý mến nhau, nên ông yên lòng. Đến nay thu đã tàn, đông lại tới, Lữ Tấn Lộc thấy con gái xa chồng đã lâu, nên một bữa ông mới biểu Nguyệt Nga sửa soạn để ông đưa về trả cho Khả Lập. Thấy Nguyệt Nga năn nỉ xin ở lại, ông giận là con ầm ĩ, bắt phải thu xếp quần áo theo ông qua nhà chồng ngay. Lúc bấy giờ Nguyệt Nga mới òa lên khóc và thuật lại đầu đuôi câu chuyện cho cha nghe. Nghe con gái bày tỏ nỗi lòng xong, Lữ Tấn Lộc liền trai đứa nhỏ đi mời anh ruột là Lữ Tấn Thọ cũng ở gần đó đến bàn chuyện gấp. Lát sau Thọ mới hối hả qua nhà em. Vừa vào đến cửa, Thọ đã lo lắng hỏi em: "Gì vậy chú?" Lộc nhắc lại câu chuyện theo lời Nguyệt Nga rồi thở dài bảo anh: "Vì em không tin có chuyện vậy nên mời bác sang để chỉ dạy và dặn bảo cháu dùm." Thọ đáp: "Cháu nó nói đúng đấy. Chẳng là ít lâu sau khi lấy chồng, anh có ghé qua nhà Vương Văn ở gần nhà Khả Lập để đòi nợ. Anh cũng nhân dịp này dò hỏi Vương Văn về vợ chồng con Nguyệt Nga, ăn ở với nhau có hòa thuận không." Vương Văn có khen Khả Lập là đứa con hiếu thảo, vì chưa có đủ bạc trả cho mẹ nên nhất quyết chẳng chịu ăn nằm với vợ. Lộc mới buồn rầu nói:
Thật là khổ. Bác biết đấy, em cũng nghèo. Bảng thách cưới đã dùng vào đám hỉ cho cháu, chứ em có được gì đâu. Phải chi mình dư dật cũng giúp phứt nó đủ số bạc 30 lạng bạc cho rồi. Bây giờ chẳng biết tính thế nào. Lữ Tấn Thọ ngồi yên không trả lời, vẻ mặt chán ngán. Cha Nguyệt Nga ngưng một lát rồi nói tiếp. Em không biết rồi phải xử trí ra sao. Bảo cháu về với chồng nó không chịu. Nó lại nói thà chết già chứ không chịu lấy chồng khác. Thấy nó khóc lóc em cũng đau lòng. Tới đây phần vì tủi thân, phần vì xót thương con gái, Lữ Tấn Lộc nghẹn ngào chẳng nói nên lời. Thọ mới lặng lẽ bưng tách nước trà nóng, nhấp một ngụm rồi chậm rãi bảo em. Chú đừng nên lo buồn quá đỗi, để anh giúp cho chú. Từ ngày được Vương Văn cho biết về tình trạng hai vợ chồng cháu Nguyệt Nga, anh đã để ý dò xét. Anh cũng ghé qua nhà vợ chồng cháu Nga, lấy cớ là tiện đường đi thăm đường bạn, nên tạt vô chơi. Nhưng thực ra anh có ý coi tâm địa Khả Lập ra sao. Thoạt đầu anh ngỡ Khả Lập định làm tiền nhà vợ nên bày trò ra thế. Nhưng sau xét ra, Khả Lập thực tình xót thương mẹ hiền và là người thực thà cương trực. Anh lại cũng đã hỏi chuyện cháu Nga thì cháu cũng nhận xét như anh. Và lại Khả Lập không hắt hủi đánh đập, hành hạ vợ. Trái lại chúng nó vẫn thương mến nhau, chỉ phải cái nhất định không chịu ăn nằm. Kiểm đến khi nghe tin cháu Nga trở lại với em, anh mới nhờ Vương Văn dò la nơi Khả Lập mới hay quyết định của hai đứa. Anh thấy cháu rể hiếu để, cháu gái hiền đức, nên định tâm giúp đỡ chúng sớm ngày nào hay ngày đó. Lữ Tấn Thọ ngưng một phút, châm lửa đốt hút thuốc, rồi ngậm một ngụm nước nói tiếp. Vì biết trương sẽ có ngày nay, nên hiện nay anh đã lo góp được 20 lạng bạc, còn thiếu 10 lạng bạc nữa thì đủ số. Anh biết em không có, nên anh đang điều đình với người bạn để cố ruộng đất cho anh, đủ bạc, đặng với cháu sớm được về ăn ở với nhau. Người ta hẹn đến chiều nay sẽ trao bạc và làm giấy. Anh cũng nói để em rõ về số bạc 30 lượng anh đã trao cho cháu Nga tối nay. Khi nào cháu nó có thì trả bằng không thì thôi. Anh coi như số bạc tặng người hiếu tử. Em đừng thắc mắc làm chi. Phàm có tiền mà không lo làm điều phải, lại chỉ bo bo giữ lấy thời, chỉ làm tôi mọi cho đồng tiền, đã không ích chi lại khổ vào thân. Anh cũng tính tối nay qua hỏi ý em rồi trao bạc luôn cho cháu. Thì em đã mời cho sang nói chuyện. Thôi thế càng hay. Bây giờ anh về lo làm giấy tờ cho xong, rồi tối sẽ qua. Nói đoạn Lữ Tấn Thọ đứng dậy tất tả ra về, còn Lữ Tấn Lộc ngồi ngây như tượng nhìn theo anh. Tối đó y hẹn, Thọ mới xách gói vải xanh được đổ 30 lạng bạc qua nhà em. Thọ mở gói bạc ra kiểm lại trước mặt vợ chồng Lộc, rồi cất tiếng gọi vọng vào nhà trong. Nguyệt Nga đâu? Ra đây bác biểu. Nguyệt Nga dình nghe trộm lời bác lúc sáng nên lẩn quẩn ở nhà trên từ lúc lên đèn, có ý trông ngóng bác. Này thấy bác đến và kêu nàng, Nguyệt Nga khẽ dạng rồi đi ra đứng sau lưng mẹ. Lữ Tấn Thọ vẫy nàng lại rồi trao gói bạc tận tay cháu gái. Nguyệt Nga đặt bạc liền lạy tạ bác rồi lui vô nhà trong sửa soạn mai về nhà chồng sớm. Sáng hôm sau, cha mẹ Nguyệt Nga sai đứa con trai lớn là Bá Chánh đưa chị trở về nhà Khả Lập. Trên đường về, Nguyệt Nga cười nói huyên thuyên, làm đứa em trai cũng vui lây. Bá Chánh đưa chị đến cửa rồi quay về. Đi được mấy bước, nó ngoái cổ lại bảo chị. Cẩn thận kẻo mất đó, nghe chị. Nguyệt Nga mỉm cười gật đầu, rồi lại làng luồn tay mở then cửa. Cánh cửa gỗ đã lâu năm, kêu kẹt một tràng rồi hé mở. Nàng lách vô nhà đứng giữa phòng, đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi lẩm bẩm. Chà, ảnh để bụi giờ quá. Nàng khép cửa ra vào lại, cốt ý không gài chốt để lát nữa chồng về, khỏi mất công luồn tay mở cửa. Nguyệt Nga đi thẳng vô phòng ngủ của hai vợ chồng, rồi rút gói bạc trong bọc ra để trên bàn. Nàng ngắm nghía gói vải xanh một lúc với đôi mắt trìu mến, rồi không hiểu tại sao, nàng mở gói vải dốc bạc ra bàn. Tiếng bạc kêu lanh canh nghe thật vui tai. Nguyệt Nga tần mần ngồi đếm lại từng lượng bạc một, nét mặt hân hoan, miệng khẽ cất tiếng hát. Rủi cho Nguyệt Nga. Bữa đó Tiêu Hắc, người ở khít vách với vợ chồng nàng, đau đầu nên nghỉ, không ra đồng làm việc. Nghe bên nhà Khả Lập có tiếng đọc, rồi lại tiếng hát của đàn bà và tiếng khua bạc. Tiêu Hắc chạy đến bên vách, nghe mắt dòm qua bên nhà Khả Lập. Y mới lẩm bẩm. Ây chà, bằng đâu mà lắm thế, mụ Khả Lập đi mần ăn xa về, phát tài quá rồi. Lòng tham mới nổi lên, Tiêu Hắc vội bắt ghế ngồi khít vách, theo dõi từng cử chỉ một của Nguyệt Nga. Lại nói về Nguyệt Nga,
Kiểm xong bạc, lại gói bạc vào gói xanh vải, rồi nhét xuống gầm giường và xếp chăn gối lên trên. Nàng thu dọn loanh quanh trong phòng ngủ một lát, rồi mở gập lấy gạo đi ra bếp để phía sau nhà nấu cơm. Tiêu Hắc Dĩnh đúng lúc Nguyệt Nga đang bận ghé cơm thì lẻn sang nhà Khả Lập. Thấy cửa hé mở, y càng mừng, lấy tay đẩy nhẹ nhẹ. Cánh cửa gỗ buông vải tiếng lẹt kẹt nhỏ nhỏ. Tiêu Hắc đứng yên, ló đầu vô nghe ngóng tình hình. Nguyệt Nga nghe tiếng động ở trên nhà, tưởng là chồng về nên vẫn lúi húi làm cơm dưới bếp. Tiêu Hắc mới mừng rỡ, lọn vô nhà rồi rón chân đi thẳng tới đầu giường vợ chồng Khả Lập. Nhanh như cắt, hắn nhấc đống chăn gối, lật chiếu lên lấy gói bạc ra, xếp mọi thứ lại như cũ, rồi ấm gói bạc chuồn êm mà chẳng ai hay biết. Trở về nhà, Tiêu Hắc lục đục một lúc trong phòng, rồi y ra sau hè, lấy nón và cuốc đi ra đồng làm việc. Lát sau, Khả Lập ở ngoài đồng về nhà, thấy cửa hé mở, lại khói và mùi xào nấu từ dưới bếp đưa lên. Khả Lập liền đi thẳng ra sau nhà. Lập trông thấy vợ thì mừng quính, ra ngay cạnh bếp hỏi chuyện. Hai người nói chuyện hàn huyên một hồi, Nguyệt Nga muốn dành cho chồng một sự bất ngờ nên chưa đả động gì đến chuyện tiền bạc. Hai vợ chồng ăn cơm ngay bên cạnh bếp lửa cho ấm. Cơm nước xong, Nguyệt Nga kéo chồng lên nhà. Tới cửa phòng, nàng chạy ra tới đầu giường, hất đống chăn gối ra, lật chiếu lên thì hối ôi, gói bạc đã không cánh mà bay từ hồi nào. Nguyệt Nga quay phắt lại, thất thanh hỏi chồng: gói bạc thiếp để đây, chàng cất đâu rồi? Bạc nào, ta đâu có biết mà hỏi cất đâu, Nguyệt Nga nói màu. Bác Thọ mới cho 30 lạng bạc đem về để chàng trả lại cho mẹ. Thiếp đếm rõ ràng, gói gần phải xanh giấu ở đầu giường này, chờ chàng về sẽ trao lại. Vừa rồi có nghe thấy chàng động cửa vô phòng, phải chàng lấy ra giấu đi chỗ khác không? Nếu chàng không lấy thì còn ai vô đây nữa? Nàng nói khó nghe quá, ta vô nhà thấy cửa hé mở, lấy làm lạ đi thẳng xuống bếp thì gặp nàng, chứ có vô phòng ngồi nào đâu mà bảo lấy bạc. Mà nàng nói bạc của bác Thọ cho cũng vô lý, bác ý có dư dật đôi chút thật, nhưng làm gì có tới 30 lạng bạc mà cho nàng. Thôi ta hiểu rồi, nàng bày quỷ kế đặng gạt ta, ta không mắc lừa đâu. Giờ ta mới rõ bụng dạ nàng ghê gớm thật, nàng muốn lấy đứa khác để ta gả nàng cho, chớ đừng hòng bày mưu mà bẫy ta. Nguyệt Nga òa lên khóc. Té ra chẳng có tình ý với người khác mới bày đặt ra chuyện 30 lạng bạc phải trả mẹ. Này thấy thiếp lo đủ rồi, lại kiếm cách chiếm đoạt rồi lập tâm gán tội cho người khác. Nếu chẳng muốn vậy thì cứ hoàn lại bạc để tôi trả lại cho bác. Khả Lập bực mình, la lối om sòm một bực, đổ dẹt cho vợ, lập kế gạt mình. Đôi bên cứ lời qua tiếng lại mỗi lúc càng gay gắt. Khả Lập giận quá, xách nón bỏ ra đồng. Nguyệt Nga thì nghĩ ức, liền vô phòng lấy dây treo cổ lên xà nhà mà tự tử. Này dây để lâu ngày đã mục nên đứt và ném Nguyệt Nga rơi xuống giường tre, nghe bịch một tiếng lớn. Vừa lúc ấy có người lối xóm nghe tin Nguyệt Nga về liền đến thăm. Gặp Nguyệt Nga nằm lịm trên giường, cổ buộc dây, người ấy hô hoán lên, xóm giềng đổ đến cứu chữa. Hồi lâu Nguyệt Nga tỉnh lại, bươn mặt khóc ròng rồi kể lể sự tình cho mọi người nghe. Phút sau chuyện vợ chồng Khả Lập bay ra khắp vùng. Lữ Tấn Thọ ở xóm trên hay tin, lật đật kêu bố mẹ Nguyệt Nga cùng kéo nhau xuống nhà Khả Lập. Vệ Tư Hiền và Phòng Thị cũng vừa xuống tới, mọi người xúm lại khuyên giải Nguyệt Nga hồi lâu. Lữ Tấn Thọ chờ cho cháu gái qua cơn xúc cảm mới gạn hỏi đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Lữ Tấn Thọ hỏi Nguyệt Nga: cháu có tin là Khả Lập lấy không? Cháu không chắc đâu, nhưng vì nhà cháu cứ đổ dệt cho cháu bẫy gạt nên ức lòng cháu có nặng lời cái lại. Lữ Tấn Thọ gật đầu nói: bác cũng nghĩ rằng kẻ trộm gói đồ bạc ấy không phải là Khả Lập. Bác cũng chẳng giận nó, vì thực ra nó nghi là phải. Bác cũng chẳng dư dật gì, với 30 lạng bạc thu góp đưa cho cháu bữa qua thì từ hôm nay bác cũng phải vất vả mới đủ ăn. Nói đoạn, ông quay ra bàn luận với vợ chồng Tấn Lập và Vệ Tư Hiền. Mọi người đồng ý phải đi báo với bao công. Trong khi đó, Nguyệt Nga trở về ở với cha mẹ rồi sẽ tính sau. Lữ Tấn Thọ liền nhờ người làm đơn cho Nguyệt Nga đem lên bẩm với bao công. Đoạn Thọ ghé qua nhà Vương Văn nhờ khuyên giải Khả Lập. Rồi mọi người ai về nhà nấy, căn nhà Khả Lập lại chìm trong sự im lặng cô liêu. Quá ngọ, Khả Lập ở ngoài đồng về cùng với Tiêu Hắc. Khả Lập mới nghe lối xóm kể lại chuyện xảy ra sau khi Lập bỏ ra đồng. Chàng đứng lặng người một lúc rồi đẩy cửa vô nhà, nằm vật ra giường suy nghĩ
nét mặt buồn hiu. Tiểu Hăng thì giả bộ hỏi han về chuyện mất bạc, rồi không tiếc lời thóa mạ kẻ gian phi. Lát sau, Vương Văn ghé qua nhà Khả Lập, ôn tồn dẫn giải cho Khả Lập nghe. Lập lấy làm hối hận vì đã nghĩ nhầm phụ lòng tốt của bác vợ. Anh chàng tỏ vẻ ăn năn, nhưng sự thể đã lỡ rồi, không biết tính sao. Nói về bao công, khi tiếp được đơn tố cáo của Nguyệt Nga, liền cho đòi mọi người lên xét hỏi. Ông cho thám tử đi dò la, cũng không ra manh mối gì, hỏi hai bên nhà kế cận, dĩ nhiên là hỏi cả Tiêu Hắc. Thời họ đều nại được nhân chứng thấy rõ họ có mặt ở ngoài đồng từ sáng đó. Bao công trà mãi không ra thủ phạm nên cũng có ý lo buồn. Họ hàng Nguyệt Nga thấy cớ sự như vậy, có người khuyên Nguyệt Nga đi lấy chồng khác, nhưng nàng một mực chẳng chịu. Nhiều người thấy vậy tỏ ý chê bai Nguyệt Nga. Lư Tấn Thọ thời cũng buồn rầu vì vừa mất bạc mà chẳng giúp được ích chi cho cháu gái cả. Câu chuyện vợ chồng chìm dần trong sự lãng quên của mọi người. Thám tử của bao công tìm kiếm suốt mấy tháng trường cũng không thấy ai lăn xài mua sắm gì, ra vẻ được bạc cả, nên họ đành phải chịu bó tay. Ai cũng trách trời không có mắt khiến kẻ gian phi nuốt trôi gói bạc để khổ cho đôi vợ chồng Khả Lập. Nguyệt Nga thì tuy còn sống mà như người quá muộn. Cho tới một hôm, giữa lúc trời nắng chang chang, bỗng một vầng mây đen kéo đến, rồi một tiếng sét long trời lở đất đánh xuống đầu thôn của Khả Lập ở. Lát sau thiên hạ gọi nhau đi coi có người bị sét đánh cháy đen ở đầu xóm gần gốc cây, trong lúc kẻ bạc phước đang đi trên lộ. Xem ra thì đó là Tiêu Hắc, người ở khít vách với Khả Lập. Xăng của Tiêu Hắc nằm sấp trên lộ, nám đen, quần áo cháy sạch. Chừng người ta lật ngửa Tiêu Hắc lên, thấy có một bọc vải xanh, liền mở ra thấy được toàn bạc. Có người nói: bữa trước vợ chồng Khả Lập cãi nhau vì gói bạc, có lẽ là bạc này chăng? Một ông già gật đầu đáp: dân có thể là gói này. Tiêu Hắc ở kế bên nhà Khả Lập, chắc y đã lẻn vô nhà ăn cắp bạc của Nguyệt Nga rồi. Dẫu sao cứ đem trình quan là hơn cả. Bao công nhận được gói bạc, liền cho cân lên, thấy đúng 30 lượng. Ông mới sai lính đòi Lữ Tấn Thọ và Nguyệt Nga đến. Hai người đều nhìn nhận đúng là gói bạc bị mất trộm ngày trước. Bao công giao trả cho Nguyệt Nga đem về. Hai bác cháu về tới nhà Khả Lập, thấy lối xóm đến mừng đầy nhà. Lát sau cha mẹ Nguyệt Nga cùng với vệ Tư Hiền và mẹ Khả Lập là phòng thị cũng kéo đến. Ai cũng khen Lữ Tấn Thọ trọng nghĩa khinh tài, Khả Lập thì chí hiếu và Nguyệt Nga tiết nghĩa. Chuyện vãn hồi lâu, mọi người ra về, Nguyệt Nga cũng theo cha mẹ về thu dọn quần áo để mai sớm trở về với Khả Lập. Hôm sau Khả Lập khăn áo chỉnh tề đến nhà Lữ Tấn Lộc đón vợ. Hai vợ chồng kéo nhau đến nhà vệ Tư Hiền, nạp lại 30 lượng bạc cho phòng thị, rồi vui vẻ dắt tay nhau ra về. Trưa đó trong bữa cơm, vệ Tư Hiền bảo phòng thị: Lữ Tấn Thọ chẳng giàu có mà còn dám cho hết sản nghiệp để mưu hạnh phúc cho con cháu và cháu rể. Này ta giàu muôn lượng bạc, lại chỉ có hai con trai, dù có xuất 300 lạng cho trai và dâu nàng làm vốn cũng chẳng là nhiều. Phòng thị yên lặng nhìn chồng bằng đôi mắt biết ơn và kính phục. Cơm nước xong, vệ Tư Hiền làm giấy chia sản nghiệp cho Khả Lập, còn phòng thị 300 lạng bạc. Đoạn ông sai người đi kêu Khả Lập đến nhận giấy tờ. Khi được biết câu chuyện, Khả Lập lễ phép thưa rằng: con chỉ ước mong mẹ con được trở về nhà, đặng con phụng dưỡng, báo đền ơn dưỡng dục, còn bạc vàng con đâu có tiếc. Vệ Tư Hiền nhìn vợ đáp: cái đó tùy ý mẹ ngươi, ta đâu có cấm. Phòng thị nói với chồng: thiêm cũng có ý ấy từ lâu, Hiền một nỗi mang ơn chàng quá nặng, nên phải ở lại báo đáp cho trọn nghĩa. Bao giờ chàng về cõi thọ, thiêm trở về phụng tự họ Châu cũng được. Và lại hiện nay thiêm có thai với chàng đã được 3 tháng rồi. Vệ Tư Hiền vui vẻ bảo vợ: không sao, nàng cứ về cho con nó giữ trọn được chữ hiếu. Còn đứa nhỏ trong bụng thì sau này sanh ra trai hay gái, nàng cũng nuôi cho khôn lớn rồi đem trả lại tôi. Nhưng tôi dặn trước là đứa con phải coi vợ trước của ta là mẹ nó. Ta không ép buộc nàng phải ở lại đây. Đó chẳng phải là ta không thương nàng, mà vì rằng ta không đành lòng để mẹ con nàng vì ta mà phải xa nhau. Còn đứa nhỏ nàng đã hạ sanh, ta muốn nàng nuôi nó tới tuổi lớn khôn, cũng vì chẳng muốn nó thành đứa con không mẹ. Về 300 lạng bạc mà Khả Lập không chịu lấy, ta tặng cho nàng, gọi là một chút để đền ơn nghĩa vợ chồng đã trọn năm. Phòng thị lạy tạ vệ Tư Hiền,
rồi cùng Khả Lập rời nhà chồng ra về. Qua năm sau, Phong Thị đẻ được đứa con trai, được Vệ Tư Hiền đặt tên là Vệ Thứ. Với số bạc 300 lượng của chồng cho, Phong Thị làm ăn ngày càng khá giả, chẳng mấy lúc trở nên giàu có, và có dịp đền đáp lại một cách xứng đáng cho hảo tâm của Lữ Tấn Thọ, người bác hào hiệp của Nguyệt Na. Nàng chăm lo dạy dỗ Vệ Thứ đến năm nó 10 tuổi, thời y hẹn đem con trả cho họ Vệ. Vệ Thứ tư chất thông minh, lại chăm chỉ, nết na nên học ngày càng tấn tới, sau thì đỗ đến kinh khôi. Về phần vợ chồng Khả Lập, từ ngày có đủ bạc hoàn lại mẹ, thời ăn ở với nhau rất hòa thuận. Sau Nguyệt Nga đặt 4 con trai, Khôi Ngô tuấn tú, thi đậu hiển vinh cả. Thiên hạ ai cũng nói rằng thiệt là hoàng thiên bất vụ, hiếu tâm nhân. Còn vụ án này à, Bao Công cũng bó tay rồi.